Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ, thầy mời chúng ta mở sách tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Cánh Diều để thực hiện một số hoạt động trong bài đọc số 4 của tuần thứ hai. Trước khi đến với nội dung bài đọc, bây giờ chúng ta có thể quan sát tranh trên màn hình cũng như tranh trong sách giáo khoa và cho thầy biết trong tranh vẽ những hình ảnh gì. Trong tranh chúng mình thấy là các bạn học sinh đang ngồi làm bài đúng không? Và có một bạn học sinh đang suy nghĩ về mẹ bạn ấy đúng không? Đang làm một số công việc ở nhà như là rửa chén này. Vậy thì nội dung bức tranh này như thế nào? Thầy mời chúng ta mở sách Tiếng Việt lớp 3 tập 1 để thực hiện một số hoạt động trong bài đọc số 4 tuần thứ hai, đó là bài đọc, bài tập làm văn. Trước khi đến với phần tìm hiểu bài cũng như phần luyện đọc, thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta nghe một lần. Bài đọc, bài tập làm văn. Có lần cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp. Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Tôi loay hoay mất một lúc rồi cầm bút và bắt đầu viết. Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi em giặt khăn mùi xoa. Đến đây tôi bỗng thấy bí. Quả thật, ở nhà mẹ thường làm mọi việc. Thỉnh thoảng mẹ bận, định bảo tôi giúp việc này việc kia. Nhưng thấy tôi đang học, mẹ lại thôi. Tôi nhìn sang Lưu Sinh, thấy bạn ấy đang viết lia liệm. Thế là tôi bỗng nhớ có lần tôi giặt bít tất của mình. Bèn viết thêm: em còn giặt bít tất. Nhưng chẳng lẽ lại nộp bài văn ngắn ngủn như thế này? Tôi nhìn xung quanh, mọi người vẫn viết. Lạ thật, các bạn viết gì mà nhiều thế? Tôi cố nghĩ rồi viết tiếp. Em giặt cả áo lót, áo sơ mi và quần. Cuối cùng, tôi kết thúc bài văn của mình. Em muốn giúp mẹ nhiều hơn để mẹ đỡ vất vả. Mấy hôm sau, sáng chủ nhật, mẹ bảo tôi: cô Lia này, hôm nay con giặt áo sơ mi và quần lót đi nhé. Tôi tròn xoe mắt, nhưng rồi tôi vui vẻ nhận lời, vì đó là việc làm mà tôi đã nói trong bài tập làm văn theo Pivona Rova. Như vậy thì thầy vừa đọc mẫu cho chúng ta nghe một bài đọc, đó là bài đọc tập làm văn. Trong bài đọc chúng mình chú ý ngắt nghỉ hơi ở những dấu câu và có những câu thoại của nhân vật đặt trong mặc kép, chúng mình chú ý nhấn mạnh nhé. Và đây là một bài văn có một số tên như là tên nước ngoài đúng không? Chúng ta thấy đó là tên Lucia hoặc là Colia. Như vậy thì chúng ta cần cố gắng đọc chuẩn. Như vậy thì chúng ta cố gắng dừng video và đọc lại bài đọc một lần. Như thầy đã nói, chúng mình cố gắng chú ý ngắt nghỉ hơi ở những dấu câu và chú ý những câu đặt trong ngoặc kép. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta luyện đọc một số từ. Từ đầu tiên đó là từ khăn mùi xoa. Khăn mùi xoa, khăn mùi xoa, chúng ta chú ý đọc nhé. Từ thứ hai đó là từ bí. Từ tiếp theo đó là từ viết lia liệm. Từ tiếp theo đó là từ ngắn ngủn, ngắn ngủn, ngắn ngủn. Chúng ta cố gắng dừng video và đọc lại bốn từ này cho thầy. Tiếp theo chúng mình sẽ ghép đúng bốn từ này. Bốn từ gồm có A, B và C, D. Chúng ta sẽ phải ghép sang cột bên phải gồm có: thứ nhất đó là số 1, rất ngắn, có ý chê. Thứ hai đó là ở vào hoàn cảnh khó khăn, không biết giải quyết thế nào. Thứ ba đó là viết rất nhanh và liên tục. Thứ bốn đó là loại khăn mỏng nhỏ, bỏ túi để lau mặt, lau tay. Vậy thì thầy vừa đọc cho chúng ta một số từ khó, đó là khăn mùi xoa và bí, viết lia lịa, ngắn ngủn.
Vậy thì nghĩa của những từ này là như thế nào? Chúng mình hãy ghép sang phía bên phải màn hình nhé. Gồm có một ô số 1, số 2, số 3. Đó là nghĩa của các từ A, B, C và D. Chúng ta cố gắng ghép đúng cho thầy. Sau khi chúng mình ghép xong, thầy sẽ ghép cho chúng ta so sánh với bài làm của mình. Từ đầu tiên đó là khăn mùi xoa. Khăn mùi xoa thì chúng ta thấy đó là một loại khăn đúng không, dùng để lau mặt lau tay chúng ta thường hay là dùng đúng không, là khăn đó khá là mỏng và nhỏ, có thể bỏ túi để lau mặt và lau tay. Như vậy nghĩa của từ khăn mùi xoa đó là số 4 đúng không. Tiếp theo từ bí, bí ở đây có nghĩa là gì đấy các em? Nghĩa của một từ bí đó là, à đúng rồi, ở một hoàn cảnh khó khăn không biết giải quyết thế nào, người ta gọi là bí đúng không. Viết lia lịa, chúng mình thấy các bạn hay viết lia lịa, giống như trong bài có từ viết lia lịa thì chúng ta thấy đó là ý nghĩa của từ đó như thế nào. À đúng rồi, viết rất nhanh và liên tục. Ngắn ngủn, ngắn ngủn ở đây ý muốn nói là chính xác, đó là rất ngắn và có ý chê. Như vậy thì nghĩa của một số từ khăn mùi xoa ở đây có nghĩa là loại khăn mỏng nhỏ bỏ túi để lau mặt lau tay. Bí ở đây có nghĩa là ở vào hoàn cảnh khó khăn không biết giải quyết thế nào. Viết lia lịa ở đây có nghĩa là viết rất nhanh và liên tục. Ngắn ngủn ở đây có nghĩa là rất ngắn và có ý chê. Như vậy là nghĩa một số từ thầy cũng đã ghép xong, chúng mình cùng so sánh với bài làm của chúng mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tìm hiểu bài. Câu hỏi đầu tiên trong phần tìm hiểu bài đó là tìm những chi tiết cho thấy cô Lia lúng túng khi làm bài. Nào, bây giờ chúng mình cùng đọc thầm lại và cho thầy biết những chi tiết cho thấy cô Lia lúng túng khi làm bài. Tôi loay hoay một lúc này, rồi cầm bút và bắt đầu viết. Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ, em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi em giặt khăn mùi xoa, đến đây tôi bỗng thấy bí. Quả thật, ở nhà mẹ thường làm mọi việc. Thỉnh thoảng mẹ bận, định bảo tôi giúp việc này việc kia. Nhưng thấy tôi đang học, mẹ lại thôi. Như vậy thì chúng ta thấy những chi tiết cô Lia lúng túng khi làm bài đó là gì? À đúng rồi, chính xác, đó là tôi loay hoay một lúc rồi cầm bút và bắt đầu viết đúng không. Đây là chi tiết cho thấy cô Lia lúng túng này. Tiếp theo đúng là tôi bỗng thấy bí đúng không. Quả thật, ở nhà mẹ thường làm mọi việc. Như vậy thỉnh thoảng mẹ bận định bảo tôi giúp việc này việc kia, nhưng thấy tôi đang học mẹ lại thôi. Ở đây chúng ta thấy có chi tiết cô Lia lúng túng, đó là tôi loay hoay và tôi bỗng thấy bí đúng không. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2, đó là việc nào cô Lia kể trong bài tập làm văn là việc bạn ấy chưa làm được. À, bây giờ chúng mình lại đọc lại bài tập, đọc và cho thầy biết việc nào cô Lia kể trong bài tập làm văn là việc bạn ấy chưa làm được nào. Việc bạn ấy chưa làm được ở đây đó là việc gì đấy các em? Đoạn cuối có ghi đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy có một số việc bạn cô Lia chưa làm nhưng muốn kể trong bài văn, đó là việc cô Lia, à đúng rồi, chưa giặt áo lót đúng không, áo sơ mi và quần, nhưng bạn ấy vẫn kể trong bài viết của mình đúng không. Ở đây chúng ta thấy có một việc bạn ấy chưa làm mà bạn ấy vẫn viết trong bài làm tập làm văn của mình, đó là bạn ấy chưa giặt quần áo này, quần áo sơ mi đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy có một việc bạn ấy chưa làm, đó là giặt áo lót, áo sơ mi và quần. Tiếp theo chúng ta sẽ đến câu hỏi số 3. Vì sao khi mẹ bảo cô Lia đi giặt quần áo, lúc đầu bạn ấy ngạc nhiên, về sau bạn ấy vui vẻ làm theo lời mẹ? À vì sao nào? Vì trong bài làm của cô Lia lúc nãy chúng ta có trả lời đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy vì sao mẹ bảo cô Lia đi giặt quần áo thì lúc đầu bạn ấy ngạc nhiên, nhưng về sau bạn ấy lại vui vẻ làm theo lời mẹ. Mấy hôm sau, sáng chủ nhật, mẹ bảo tôi: "Cô Lia này, hôm nay con giặt áo sơ mi và quần lót đi nhé." Tôi tròn xoe mắt, nhưng rồi tôi vui vẻ nhận lời vì đó là việc làm mà tôi đã nói trong bài tập làm văn. Như vậy thì lúc đầu là cô Lia chưa bao giờ làm việc này đúng không? À, ngạc nhiên vì bạn ấy chưa làm việc này, nhưng mà lúc sau thì như thế nào? À đúng rồi, về sau bạn ấy vui vẻ làm theo vì cô Lia nhận ra đây là việc bạn ấy viết trong bài tập làm văn đúng không? Như vậy lúc đầu chúng ta thấy bạn ấy hơi ngạc nhiên vì bạn ấy chưa làm việc này, nhưng sau bạn ấy cũng phải vui vẻ làm vì việc này bạn ấy đã kể trong bài viết tập làm văn của mình đúng không?
Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ, thảo luận và cho thầy biết có thể đặt tên khác cho câu chuyện là gì. Sau khi đọc xong câu chuyện, đúng không? Chúng mình có thể đặt thêm tên của bài đọc này như thế nào? Bài đọc nói về cậu bé Korea, đúng không? Như vậy thì chúng ta có thể đặt tên một số tiêu đề để thay cho bài đọc này. Có thể chúng mình sẽ đặt đó là gì? À, giúp mẹ làm việc nhà này, đúng không? Có thể là chúng ta sẽ đặt tên câu chuyện khác nhau. Giúp mẹ làm việc nhà. Có thể là câu chuyện của Colia, đúng không? Vì bài đọc có nói đến một cậu bé Colia, đúng không? Và chúng ta cũng có thể là đặt một tên khác cho câu chuyện, đó là bài học ý nghĩa, đúng không? Như vậy thì đây cũng là nói lên một bài học ý nghĩa giúp các bạn nhỏ có thể giúp đỡ bố mẹ, đúng không? Như vậy chúng ta có thể đặt tên khác cho câu chuyện, đó là bài học ý nghĩa câu chuyện của cô Linga, hoặc là giúp mẹ làm việc nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần luyện tập. Thì chúng ta sẽ thấy có những câu đó là giống hoặc ghép trong mỗi câu dưới đây dùng được làm gì. Chúng ta sẽ phần ghép đúng. Câu A đó là cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn, em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Chú ý câu trong hoặc ghép nhé. Câu trong hoặc ghép đó là em đã làm gì để giúp đỡ mẹ này. Câu B đó là tôi loay hoay một lúc rồi viết, em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Chú ý chậu câu trong hoặc ghép. Và câu C đó là mẹ hỏi tôi hôm nay con làm bài kiểm tra thế nào. Câu này trong hoặc ghép. Câu D tôi ngạc nhiên sao các bạn viết được nhiều thế nhỉ. À, bây giờ chúng ta sẽ phải ghép, đúng không? Nối ghép đúng với những câu 1, câu 2, câu 3 bên phải màn hình. Đó là câu mà câu trong hoặc ghép dùng được làm gì nhé. Thứ nhất đó là đánh dấu một câu ghi lại lời nói của nhân vật. Thứ hai đánh dấu một câu ghi lại ý nghĩa của nhân vật. Thứ ba đánh dấu một câu được trích nguyên văn. Thì bây giờ chúng ta thử suy nghĩ thảo luận cho thầy những câu nói trong hoặc ghép này. Thứ nhất đó là câu này, em đã làm gì để giúp đỡ mẹ, thì được trong hoặc ghép đó là như thế nào, đúng không? Chúng ta sẽ nối qua, chúng ta sẽ chọn ý 1, 2 và 3, chúng mình sẽ phải nối qua. Thường thì chúng mình thấy ở đây chúng ta thấy là các câu phân biệt rõ rệt, đúng không? Câu trong hoặc ghép chung có thể là ghi lại lời nói của nhân vật này, đúng không? Có thể là đánh dấu một câu ghi lại ý nghĩa của nhân vật này. Có thể là đánh dấu một câu được trích nguyên văn này, đúng không? Như vậy thì chúng ta có thể nối sang cột bên phải màn hình nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm câu A. Cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn, em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Vậy thì câu trong hoặc kép đó là câu như thế nào? À, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn, em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Thì câu này chúng mình thấy câu trong hoặc kép thì như thế nào? Chính xác, đó là đánh dấu một câu trích nguyên văn luôn, đúng không? Như vậy chúng ta thấy là câu này là câu trích nguyên văn, trích của cô giáo mà. Tiếp theo, tôi loay hoay một lúc rồi viết, em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Như vậy thì chúng ta thấy câu này trong ngoặc kép cũng như thế nào? Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Tôi loay hoay mất một lúc rồi viết, em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Thì chúng ta cũng thấy là giống như câu bên trên câu A, đúng không? Nó có thể đánh dấu một câu trích nguyên văn, đúng không? Còn câu này, mẹ hỏi tôi hôm nay con làm bài kiểm tra thế nào? Đây là câu được đặt trong ngoặc kép dùng để làm gì các em? Hôm nay mẹ hỏi tôi hôm nay à mẹ hỏi tôi hôm nay con làm bài kiểm tra như thế nào, đó là đánh dấu câu ghi lại như thế nào, à lời nói của nhân vật, đúng không? Lời nói của nhân vật đó là lời nói của mẹ. Mẹ hỏi tôi hôm nay con làm bài kiểm tra như thế nào, đây là câu trong ngoặc kép ở đây là hôm nay con làm bài kiểm tra như thế nào, đó là đánh dấu một câu ghi lại lời nói của nhân vật. Tôi ngạc nhiên sao các bạn viết được nhiều thế nhỉ? Đây là câu đánh dấu, câu ghi lại ý nghĩa của nhân vật, đúng không? Như vậy là thầy vừa hoàn thành xong bài tập số 1 nhá. Chúng mình có thể so sánh với bài làm của chúng mình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến bài tập số 2.
viết lại một câu em đã nói với bạn sử dụng dấu ngoặc kép để đánh dấu câu đó. Ví dụ như là em nói với bạn bài toán này không khó đâu. Câu trong ngoặc kép đó là bài toán này không khó đâu. Đây là một câu mẫu. Vậy thì ngoài câu này chúng ta có thể nói thêm một số câu để dùng câu để câu đó trong ngoặc kép. Thì chúng ta như chúng ta đã biết thì câu trong ngoặc kép có thể là đánh dấu một câu ghi lại lời nói của nhân vật này, đánh dấu một câu ghi lại ý nghĩa của nhân vật này, đánh dấu một câu được trích nguyên văn, vân vân. Thì chúng ta có thể thấy là đang sử dụng dấu ngoặc kép để đánh dấu câu đó đúng không? Thì chúng ta có thể nói lời nói của nhân vật, ví dụ như là em nói với bạn cậu đã làm xong bài tập toán chưa, đây là câu nói của mình này, ví dụ như câu nói của nhân vật đúng không? Còn câu khác nữa là như thế nào? À, có thể là chúng mình thấy là em cười và nói với bạn rằng cậu ạ, bức tranh này đẹp quá đúng không? Như vậy thì chúng ta nói là đây là một câu đánh dấu của nhân vật đúng không? Thì chúng ta thấy là nằm trong ngoặc kép này. Hoặc là có thể hỏi bạn, chúng mình hỏi thường hỏi bạn như thế nào đúng không? Thì chúng ta cũng có thể để trong ngoặc kép, ví dụ như là em hỏi bạn cậu làm bài tập về nhà chưa, cậu làm bài tập về nhà chưa, thì chúng ta sẽ để trong ngoặc kép. Hoặc là có thể một câu em chúc mừng bạn thì chúng ta thấy như thế nào? À đúng rồi, cậu thật cư khi giành quán quân, đó là một lời khen đúng không? Thì chúng ta có thể là chúc mừng bạn cậu thật cư khi giành được quán quân, câu này trong ngoặc kép. Như vậy thì đây là thầy đưa lên một số câu thì chúng ta tham khảo. Ngoài những câu này chúng ta có thể tìm và đặt thêm một số câu khác nhé. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài đọc số 4, bài tập làm văn môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em rất là nhiều.